Cái gì? Tổ Căng á? Cháy đâu mà cháy? Con này nó làm sao hết ơi? Tôi bị sụt căng. Trời ơi, vậy mà tưởng nó cháy nhà. Khùng. Ở đây vậy? Dạ, ê nè. Gì? Giúp tôi đi, Tết nhất đến nơi rồi. Tôi về quê mà má tôi thấy tôi bị sụt căng ấy, mà má tôi giữ tôi chết luôn ấy. Thôi coi như mình làm phước. Cái gì chứ, sụt cân thì khó, chứ tăng cân để nay lo. Đi, đi theo tôi. Ok. Thì mình đã dắt Kem đến một cái khu ăn vặt nữa, đó chính là chợ Xóm Chiếu. Từ lâu, khu ăn vặt Xóm Chiếu đã rất nổi tiếng với những món ăn Sài Gòn phong phú với mức giá bình dân thu hút học sinh sinh viên. Và hôm nay Thủy thách cùng mình đó chính là cầm 200 ngàn này ăn sập cái chợ này luôn. Ăn sập cái chợ này luôn. Ai dạy bà nói cái từ đó? Ăn sao hết? Ai nói? Bây giờ đến với chợ này á thì chúng ta không thể nào bỏ qua món chuối nghèo được. Ở đây á, ngoài chuối ngào đường thì có rất là nhiều món khác nữa. Cái này là gì con? Khoai lang chiên. Cái này? Cam, chuối chiên. Cô ơi cho con một phần chuối ngào đường đi con. 4.000 trái. Ôi màu đẹp nha. Chưa kìa được ăn rồi. Nước nữa, cô chan nước vô cho nữa. Thì ở đây có rất là nhiều món. Đồ này là đồ gì cô? Coi, mình ngào đường này là đường gì cô? Đường phèn hả cô? Này chủ làm. Dạ. Này chủ làm. Đây, đây là công thức bí mật của cô. Đây là công thức bí mật, bí quyết không nào tiết lộ được mọi người ạ. Rồi bây giờ sẽ trả tiền cho cô. Cảm ơn. Đi thôi. Qua đây. Thì hiện tại là không có ghế ngồi nên bọn mình sẽ đứng thức thôi mọi người. Thức luôn. Đây. Mình có gần mình hỏi cái bí quyết nhưng mà cô không chỉ được. Cô không chỉ được. Cô bảo là công thức gia truyền. Cái đó là vô duyên thiệp đấy em. Ôi thì hấp dẫn quá, lần đầu tiên được ăn món này luôn á. Nào cũng vậy. Nè mọi người thấy không? Trái chuối màu nâu nâu nha. Ăn từ từ Kem. Nó hạt dẻ nha. Ở kìa. Ăn đi em, Kem ăn đi em, làm gì em. Phú. Hả? Ngon. Ngon quá Kem ơi. Nó ngọt quá. Ngon á. Ủa? Mấy người đi dỗ béo tôi hè, mấy người đi cho tôi ăn cơm chó vậy? Ăn đi. Thì cái chuối này á, nó được tẩm gia vị không quá ngọt đúng không? Nó dẻo dẻo. Nhưng mà có mè nữa thơm. Có mè nữa rất là thơm. Nè, thấy nước sốt không? Ngon quá à. Nó không có ngọt gắt mà nó chỉ ngọt hơi hơi thôi. Lần đầu tiên mình ăn quá gắt rồi. Tôi sẽ không làm game thủ nữa, cũng không làm YouTube nữa. Tôi sẽ ra bán chuối ngào đường. Ủa? Quá ngon. Của anh đâu? Em ăn rồi mà. Em ăn đi rồi với cái mặt em nè. Nó ngọt. Nó ngọt. Nó ngọt quá. Nó ngọt như tình yêu của anh với mình vậy. Tình yêu trong lành nhất thế gian. Nhờ cánh hoa mềm giữa tuyết lăng. Chẳng tím người luôn á. Ăn mình đi. Dặn hai bị ăn chứ rồi, chị. Bây giờ thì tôi sẽ đưa các bạn đi ăn một món tiếp theo. Đi ăn không? Đi không? Đi theo thì nó lên. Mày đi không? Đi. Đi vậy anh. Thì nãy mà mình vừa ăn chuối ngào đường xong rồi thì bây giờ tôi sẽ dắt thằng Kem qua đây dỗ béo nó bằng một món cực kỳ ngon. Đây mọi người, phá lấu. Đây, xịn sò. Đây mọi người, phá lấu nè, đây có gỏi nữa nè. Bây giờ hỏi giá kìa ăn. Kem ăn không em? Em ăn này là em sẽ béo lên đó. Được. Ở đây mình bán một phần như thế nào vậy? Một phần 30 là đầy đủ hết luôn đúng không? Vậy lấy em hai phần nhá. Hai đủ ăn không? Hai phần nhưng mà một phần nhiều lòng. Là nhiều loại này đúng không? Rồi ok. Bây giờ thì vô thưởng thức thôi. Đi thôi. Em mình anh em ngồi một bàn đi. Khẹt. Xin vào đây đi. Bữa nay mày sẽ mập luôn, anh hứa với mày luôn. Bữa nay mày bao đây mập dạ? Anh
kem liếc em cười em thôi. Đi à, ăn nẹo nẹo. Hồi nãy sao nẹo gì? Nãy ăn ăn chuối ngào đường á thì anh kêu ba quả ra là anh có một ăn một miếng thôi. Con Na ăn một trái rưỡi rồi. Bao nhiêu heo thì tao cũng đâu có dành ăn cơm tụi bay đâu. Anh nhường cho ăn hết à, không chịu nữa. Xin lỗi. Ờ, biết lỗi là tốt. Rồi, tới đồ ngon, đồ ngon. Nè, kem. Ờ đúng rồi, đưa chị má. Chấm nước mắm ăn em. Cái này rất là giàu protein. Không có khoa học nào chứng minh. Em chấm nước mắm ăn nữa nó sẽ đậm đà hơn. Rồi, thoải mái, thoải mái. Ăn thôi, ăn thôi. Thôi quá. Đồ ăn của em đâu? Em có đang giảm cân không? Em đang đội tăng cân luôn á. Anh sẽ kêu cho mày một chai nước nữa. Mày uống cái này nó sẽ nở ra là mày bao no luôn. Đúng rồi, rồi ăn đi nha em. Ăn đi, thoải mái đi em. Rồi, nó chơi nè, ăn đi. Ngon lắm á. Nào, Phú sẽ ăn một chén thôi. Đây là cái gì ta? Cái phổi hay sao á? Gan. Cái gan hả? Ờ, cái này là cái gan. Phú ăn đi, nào không thấy ăn này, cũng bấm nè. Nhưng mà nó hủi thôi. Thôi. Thôi ăn, để ăn không đó nha mọi người, coi nó có mùi vị cái đã. Béo quá. Bây giờ thì mình sẽ ăn cái miếng miếng lòng này. Cái này hơi bị béo nha mọi người. Bạn nào mà muốn mập á, ăn cái này là hợp lý luôn. Sao em, ăn ngon không em? Ngon anh. Anh nói mày nè, cái này á, ăn là phải có cặp có đôi ăn mới ngon. Phá lấu mà là gì, đồng vợ đồng chồng không? Ăn nó mới ngon em ăn gì nó mới ngon. Em ăn cái này là em ăn cho có thôi. Thôi được rồi, để anh Na ăn cho. Nó béo. Đâu đây nè mọi người. Nó thơm, cái hương vị của tình yêu quá trời. Yêu trong lành nhất thế gian. Được cánh hoa mềm giữa tuyết lăn. Bây giờ thì bọn mình xây lụm hai chén này thôi, mà mình còn ăn những món còn lại nữa. Chợ này nhiều đoán lắm. Ăn cơm chó rồi mọi người ơi. Bọn mình đã đi hết cái chợ rồi mọi người ơi. Hồi nãy ăn được hai món rồi, bây giờ tiếp tục ăn một món dân dã miền Tây dưới quê nha mọi người. Ăn rồi mọi người à, lâu lắm rồi chị ăn bánh xèo. Ủa? Tao rất là hú hồn à. Mày ăn cơm chó hồi nãy giờ mày chưa no hả? Hả? Ăn thôi chó. Ăn đi, trời ơi nói nhiều. Ồ, đi ăn thôi mọi người. Thì bây giờ một mình đã kêu hai cái bánh xèo và một phần bánh khọt. Vậy na, từ nha, trời ơi, từ giới thiệu cho mấy bạn đã. Thì đây là bánh khọt nha mọi người. Ở dưới quê mình là sẽ có thịt bằm, nhưng mà ở trên Sài Gòn bán là sẽ có tép. Con này con tép bạc hả? Ờ đúng rồi, con tép bạc với lại bắp. Rồi đây bánh xèo đây, bây giờ thì cho Na nó ăn đi để nó sập rồi, nó sắp sập rồi. Ủa nè mọi người ơi, ở trong bánh xèo nha, có thịt nè, có tôm nè, có giá 1, 2, 3, có tổng cộng là tứ con tôm. Mọi người ơi, lát 4 tôm thì em hai con mọi người ngừng con nha. Ủa nói chuyện như hài hước ghê em. Nói chuyện vui ghê. Vui quá à, trời ơi. Đây là con tôm nha mọi người. Con tôm này bự nhất cái mày. Nước mắm ngon là bánh sẽ ngon. Nước mắm này rất là ngon. Đây nha anh em, tôi sẽ test một phát cho anh em xem. Kẹp xem thử bánh cầm. Không. Anh đang ăn như là có một tôm như mày vậy. Anh đang cũng làm nhát ăn được ngâm, anh đang ngâm miệng biển sâu quá. Quá mặt. Giống như là tôi đang lặn ở dưới đại dương sao không? Ăn cực luôn, tôi hiện anh em nha. Ở dưới Cần Thơ tôi không? Ở dưới có một quán bánh xèo rất là ngon. Mà dưới bán 9 điểm thì cái này cũng phải 10 điểm. Trời ơi, anh ơi, lúc nãy mấy em ăn miếng thịt heo quá. Em cảm giác như em đang ngủ một cái heo vậy. Đang nói đi nói cùng như vậy rồi mấy em nhỏ nó nghe nó lệch lạc tư tưởng thì sao? Ủa là sao má? Còn bánh cội ấy. Ở ngoài thì rất là giòn, nhưng mà ở trong thì rất là mềm. Ăn vô chưa sạch. Mọi người thấy con tôm đây không mọi người? Mọi người thấy con tôm đây không mọi người?
Bây giờ nhìn nhau rồi. Trời ơi, bị đuôi. Mà thấy con ngon không rồi. Con sẽ test cho đi. Bánh bò người ta nhặt cuối cái lá này người ta mới ăn. Mà ngon, thật sự ngon. Chưa sương sương thôi thì nãy giờ anh với Na chọc mày thôi thì bây giờ chẳng mày ăn bánh lăng phù đã ăn chung chó đúng. Nữa ăn chè cũng coi như là biết điều đi thôi giờ bây giờ phải chiều kem ăn cái gì bánh lăng hay chè chè ăn bánh lăng thì bây giờ mình sẽ dắt kem đi ăn bánh lăng 7 món. Ủa, lộn, bảy vị, xin lỗi anh em. Anh tới rồi. Ai? Nhưng mà cái cô bưng đồ sơ móng tay không thích cho mấy. Cái đó là vô duyên. Ăn đi rồi cho mời mọi người á. Không biết gì luôn. Vậy này là gì bánh lăng. Con gì này là gì của tình yêu nè. Con gì này là gì của tình yêu nè. Tình yêu trong lành nhất thế gian. Nụ cười ngọt ngào giữa tình. Nó sướng ngon nha mọi người. Tôi đề nghị chị bên cạnh nha. Vài bữa cho tôi đi với hai người này tôi nghĩ đi á. Thôi coi như mình làm phước. Ngon quá à. Nó nè. Ăn cái gì nó vừa phải nha, không ngọt lắm đâu nha. Cái này là vị bánh lăng truyền thống nè. Cái này là sô cô la nè. Đây mọi người coi được một bánh lăng màu đen. Cacao quá. Cái này là vị matcha nè mọi người. Nó thơm mùi trà xanh lắm. À, em biết si gô dứa không? Nè, hồi đó em có uống si gô dứa không? Nó giống giống gì đó. Nó ngon mọi người. Nó không có ngọt gắt đâu nha. Nó chỉ ngọt kiểu dịu dịu thôi. Nó ngọt mọi người, ăn ngon lắm. Ở trong bánh lăng này còn có phô mai nữa. Em mới ăn có một viên phô mai xong. Tính ra nếu mà làm kiểu này nha, là ăn sẽ không bị ngán nha mọi người. Ăn không bao giờ ngán được. Đúng rồi. Vì nó có nhiều vị. Đề nghị khi anh em trời nó còn có câu câu nữa mọi người. Tự gì vậy trời. Thôi cho kem ăn đi em. Thôi bây giờ thì kem ăn đi. Bù lại những phần cơm chó của anh đã có lỗi với em. Ok mọi người thì hôm nay bọn mình lại được trải nghiệm một chợ nữa. Đó chính là chợ Xóm Chiếu ở hẻm 200 quận 4. Anh hy vọng mấy cái content mà kiểu như đi quay đi ăn vậy á thì có thể kêu anh nhiều chút. Tại giờ này anh hôm. Ok thì sau này bọn mình cũng sẽ còn rất là nhiều content đi ăn, đi khám phá những cái chợ ăn vặt như thế này nữa. Và nếu có bạn nào biết cái chợ ăn vặt nào nữa thì hãy comment bên dưới cho bọn mình biết nha. Comment thật là nhiều mọi người. Ai chưa đăng ký kênh hoặc là chưa nhấn thông báo của Heavy thì hãy đăng ký và bật thông báo lên để Heavy luôn mang cho bạn những cái video hay nhất có thể, bổ ích nhất. Còn bây giờ thì bọn mình ăn đây. Bye bye mọi người.